Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẵn sàng chờ ngày thông xe dịp 30 tháng 4 tới. Giá sầu riêng giảm một nửa nhưng các nhà vườn tại Cần Thơ vẫn có lợi nhuận cao. Các tay đua cúp truyền hình phải chinh phục 3 ngọn đèo ở chặng 12 từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu đang diễn ra gay gắt ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các khu vực ven biển của tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Hiện các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách để đưa nguồn nước ngọt đến người dân vùng hạn. Tỉnh Tiền Giang đã mở gần 110 điểm lấy nước sinh hoạt miễn phí, kết hợp tăng công suất các nhà máy nước, bơm nước vào các ao hồ lớn để dự trữ. Một số bà con thì không có chỗ dự trữ thì ấp cũng mua một số can để cho bà con mượn xong rồi trả trở lại. Tỉnh Cà Mau cũng cho xe bồn, xà lan chở nước cấp cho người dân và vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước sạch. Ngành cũng tham mưu cho tỉnh, cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sớm nghiên cứu cái dự án mà cống hàm luôn. Đây là một cái cống là nó coi như là nó cũng vừa ngăn mặn vừa trữ ngọt mà mang tính chất liên dùng. Thứ hai là nghiên cứu cái cống trên cái tuyến sông Dầm Cỏ thì để có cái cơ sở đánh giá để nó ngăn mặn trữ ngọt cho Tiền Giang cũng như Long An trong thời gian tới. Dự báo tình trạng hạn hán mùa khô sẽ còn kéo dài tới cuối tháng 5. Người dân cũng cần chủ động có phương án sử dụng tiết kiệm nguồn nước và tích trữ nguồn nước ngọt hợp lý. Theo đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy. Như vậy, đây sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta. Vaccine ngừa rota virus trước mắt sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành. Đến cuối năm nay sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước. Nguồn vaccine rota sẽ có 20% do Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ. Còn lại 80% sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện chẩn đoán và hồi sức chết não hiến mô tạng từ bệnh nhân chết não. Từ đó, ca hiến tạng đã được điều phối thành công, hồi sinh sự sống cho nhiều người cùng lúc. Điều này có giá trị lớn trong việc thực hiện lấy tạng hiến ngay tại các tuyến y tế cơ sở. Thì đấy cái nỗi đau. Nỗi đau tột cùng mà tôi không thể đỡ được. Và cũng có lúc thì thầm nói nhỏ với con là bây giờ mẹ sẽ làm gì tốt nhất cho con à con? Quyết định của bà trong giây phút phải vĩnh viễn rời xa con trai đã mang lại sự sống cho nhiều mảnh đời khác. 120 y bác sĩ vừa xuyên đêm thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng từ một người hiến ngay tại bệnh viện. 5 người đã được hồi sinh, 2 người được tìm thấy ánh sáng nhờ nguồn hiến tạng này. Thì bệnh viện đã xây dựng cái phương án, cái kế hoạch mà triển khai lấy tạng tại bệnh viện, rồi thành lập cái hội đồng hiến tạng, thành lập tổ tư vấn, xác định đánh giá cái chết não, nâng cao cái cơ sở vật chất. Cho đi là còn mãi, nghĩa cử cao đẹp của những người làm cha làm mẹ, cùng với sự quyết tâm, năng lực của đội ngũ y bác sĩ tỉnh Quảng Ninh trong việc sẵn sàng tiếp cận triển khai các kỹ thuật cao để giúp tái sinh nhiều cuộc đời mới. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đang thi công những hạng mục cuối cùng. Tuyến đường đã sẵn sàng chờ ngày thông xe dịp 30 tháng 4 tới. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo khi đi vào hoạt động sẽ giúp giao thông và ngành du lịch hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận được hưởng lợi trong thời gian tới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa được đánh giá là một trong những đoạn tuyến có điều kiện thi công khắc nghiệt nhất với nhiều đồi núi cao. Trong đó phải kể đến cầu số 3 là cầu cạn vắt qua hai ngọn núi ở thung lũng Sông Trâu, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận. Đáp ứng được tiến độ là 99% rồi, thì chỉ còn 1-2% để hoàn thiện thôi. Riêng là tất cả những cái đường gom thì đã đang triển khai, thì hoàn thành trước ngày 20, là 20 tháng 4. Như vậy, sắp tới, đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang sẽ có tuyến cao tốc xuyên suốt và chỉ mất khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ di chuyển. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h. So với cách nay 20 ngày, giá sầu riêng đã giảm một nửa, nhưng các nhà vườn tại Cần Thơ cho biết, dù vậy giá bán hiện vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và người trồng sầu riêng vẫn có lợi nhuận cao.
Theo các nhà vườn, đầu tháng 4, giá sầu riêng được thương lái mua xô tại vườn với giá 110.000 đồng đến 120.000 đồng một ký đối với sầu riêng ri sáo. Còn sầu riêng mông thông có giá từ 170.000 đến 180.000 đồng một ký. 20 ngày trước là giá cao nhất là cũng 120, 120 mấy. Rồi bây giờ thì nói ngay giá nó hơi tụt hơn. Thì dân làm thì cũng có lời chứ không phải là không. Cần Thơ hiện có gần 5.000 hectare trồng sầu riêng, tập trung chủ yếu tại huyện Phong Điền. Thời vụ thu hoạch là từ cuối tháng 3 đến tháng 7. Hiện các nhà vườn chủ yếu bán theo thỏa thuận, chốt giá trước ngày cắt khoảng 5 đến 10 ngày. Liên kết bán cái doanh nghiệp cũng có mà thương lái ngoài cũng có. Thì thời điểm nào tính thời điểm đấy, cái giá cao thì tính giá cao, giá thấp chứ mình đâu có biết được. Năm 2024, ước sản lượng sầu riêng ở Cần Thơ cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn, chủ yếu là sầu riêng ri sáo. Trong phần sau của chương trình, khắc phục sạt lở tại hầm Bãi Gió, dự kiến thông tuyến đường sắt Bắc Nam trong vòng 3 đến 4 ngày. Va chạm với xe ba gác, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Đơn vị chuyên môn sẽ khoan thăm dò địa chất trên núi xuống rồi đổ bê tông để xử lý vị trí sạt lở tại hầm Bãi Gió, đoạn qua Khánh Hòa, khiến cho đường sắt Bắc Nam tê liệt. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án mới sẽ kéo dài, dự kiến thông tuyến đường sắt trong vòng 3 đến 4 ngày. Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh thông tin ngày 14 tháng 4. Hôm 12 tháng 4, bên trong hầm sạt lở, đất đá rơi xuống đường ray với khối lượng khoảng 180 mét khối, vị trí cách cửa hầm khoảng 85 mét. Hơn 200 công nhân nhiều máy móc được huy động khắc phục sự cố. Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, trong hầm tiếp tục sạt lở lần hai. Sự cố này khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt những ngày qua. Các tàu đi từ phía Nam ra phải dừng ở ga xã huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Còn tàu đi từ phía Bắc vào dừng ở ga Tuy Hòa, Phú Yên. Ngành đường sắt điều hơn 160 lượt xe để trung chuyển trên 6.600 hành khách qua hai ga này tiếp tục hành trình. Chiều qua, khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức phân luồng không cho các xe ô tô qua đèo cả. Thời gian phân luồng từ chiều ngày 14 tháng 4 đến khi khắc phục xong sự cố. Tiếp tục với những thông tin khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Phong để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ công an, Nguyễn Thanh Phong, 45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, đã điều khiển xe máy đi từ huyện Tân Phú đến huyện Định Quán để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực ấp 5 xã Phú Ngọc, Phong phát hiện một căn nhà đang sửa chữa không có cổng rào nên lẻn vào trộm một áo khoác, bên trong có 142 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang bằng vàng 18K, tổng giá trị tài sản gần 194 triệu đồng. Số tiền và vàng trộm được, Phong bán đi tiêu thụ xài hết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được đối tượng trên. Theo công an, Phong từng có tiền án về tội trộm cắp. Ngày 14 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tay cầm dao vào tiệm game ở Bình Dương, tấn công người quản lý, cướp ví tiền của nạn nhân rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 4 trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, thành phố Thuận An. Nạn nhân 24 tuổi quê Bình Phước. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm game chỉ có mình anh, không có khách. Anh được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Nạn nhân cho biết bên trong ví có 10 triệu đồng. Đại diện công an thành phố Thuận An cho biết nghi can đã bị bắt giữ và vụ việc đang trong quá trình điều tra. Chiều qua, công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng thuộc nhóm trộm chó. Đáng nói là nhóm này tập hợp các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự. Các đối tượng này là Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương cùng trú Nghệ An. Trong đó, Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Quá trình xác minh đấu tranh, công an xác định Nguyễn Văn Điều là đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành hoạt động nhóm này. Điều tập hợp những người có tiền án tiền sự, cung cấp công cụ và xe máy gắn biển số giả để đi trộm chó. Tang vật chuyên án thu và tạm giữ gồm 9 con chó có tổng khối lượng 156 kg, một xe máy, một súng bắn kích điện tự chế, một ná cao su và nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm ngoái đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm chó với tổng khối lượng được hơn 2 tấn và đem đi tiêu thụ ở địa bàn các huyện. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Tối qua tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 phút,
xe ba gác lưu thông trên đường huyện lộ 31 hướng đi từ quốc lộ 1A về tỉnh lộ 866. Trong lúc xe đang đi qua xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành thì va chạm với một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển xe máy theo hướng ngược lại, chạy loạn choạng. Cú va chạm làm hai phương tiện lật ngang xuống đường, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo người dân, tuyến đường này có đèn chiếu sáng, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, đèn không hoạt động nên đường rất tối. Trong phần sau của chương trình, ít nhất 19 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích trong các vụ lở đất tại Indonesia. Phát triển người máy có thể hỗ trợ hiệu quả hơn các nhiệm vụ không gian trong tương lai. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia cho biết nhiều vụ lở đất do mưa lớn đã xảy ra tại hai ngôi làng thuộc vùng Tanah Toraja, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Lở đất đã san phẳng nhiều nhà cửa và khiến đường xá bị hư hỏng nặng nề. Các công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu, địa hình đồi núi và tình trạng đường xá sau thiên tai. Các lực lượng cứu hộ đã kêu gọi các thiết bị hạng nặng giúp dọn đường cho xe cứu thương sớm tiếp cận hiện trường. Họ cho biết có khả năng còn nhiều nạn nhân bị chôn vùi dưới các căn nhà đổ nát. Theo chính quyền địa phương, tình trạng mưa lớn đã diễn ra suốt tuần qua tại Tanah Toraja và các khu vực xung quanh. Mùa mưa tại Indonesia thường bắt đầu vào tháng 1 và gây nhiều thiệt hại hàng năm. Tháng trước, lũ lụt và lở đất cũng đã khiến ít nhất 26 người tại đảo Sumatra tử vong, kèm theo đó là nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Thưa quý vị, tại Mỹ, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Nam California đang phát triển và thử nghiệm loại người máy có khả năng ứng phó với đa dạng loại địa hình khắc nghiệt. Đây là nỗ lực nhằm giúp các nhiệm vụ không gian trở nên hiệu quả hơn trong tương lai. Loại robot mới có 4 chân và mang tên Spirit. Dự án này nhận được sự tài trợ từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA. Các nhà phát triển cho biết, robot có khả năng điều hướng chuẩn xác, đi bộ dễ dàng và linh hoạt trên bề mặt cứng của nhiều loại đá, lẫn bề mặt mềm của tuyết hoặc cát. Nhờ đó, có khả năng thích ứng với các bề mặt khác nhau trên mặt trăng và sao hỏa. Hiện tại, robot đang được thử nghiệm tại khu vực núi lửa Hood, bang Oregon, nơi có địa hình gồ ghề phức tạp. Spirit có khả năng cảm nhận và ghi lại thông tin của các lực cản cơ học dưới chân. Nhờ đó, con người có thể khám phá quá trình hình thành và phát triển của các bề mặt hành tinh, qua đó cũng phân tích được các dữ liệu về môi trường. Khi các tính năng hoàn thiện, Spirit sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ khám phá vũ trụ từ xa và tự động. Với khoản tài trợ trị giá 2 triệu đô la Mỹ, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển các nhóm robot khác nhau để phối hợp trong các nhiệm vụ. Cuối tuần qua, cộng đồng người Thái ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chào đón Tết truyền thống Songkran. Ngoài người dân địa phương, đông đảo du khách cũng đã đổ về khu vực này để hòa chung tinh thần lễ hội. Chuỗi sự kiện cho Tết Songkran bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 hàng năm và kéo dài suốt 3 ngày. Tối thứ Bảy, nhiều người dân tại thành phố Cảnh Hồng thả đèn trời ở bờ sông Lan Can. Trong những chiếc đèn lồng, họ đã viết những lời cầu nguyện may mắn cho năm mới. Ngoài ra, lễ hội Songkran tại đây không thể thiếu hoạt động quan trọng nhất là té nước. Đây là một trong những nghi thức của người Thái nhằm rửa sạch những điều xấu xa, không may mắn của năm cũ để bước vào năm mới với sự tích cực. Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày hôm nay với thêm nhiều hoạt động chào mừng khác như chèo thuyền rồng, múa lân. Trời ơi! Trong tập 16, phim Bóng của Thị Thành lên sóng tối nay, bí mật có thai của Trang Phạm đã được công khai. Trong khi Bảo Nam hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con Trang Phạm, thì bà nội lại phản ứng gay gắt. Bà Kim cho rằng Trang Phạm có quá khứ không đàng hoàng nên không thể chấp nhận được điều này. Trước thái độ của bà nội Bảo Nam, Trang Phạm có ý định bỏ đi đứa trẻ trong bụng, nhưng bị gia đình ngăn cản. Về phía Mai Lan, chắc chắn cô không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Đón xem Bóng của Thị Thành tập 16 phát sóng lúc 19:30 hôm nay 15 tháng 4 trên kênh HTV7. Sáng nay, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ tiếp tục thi đấu chặng 12 từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng, lộ trình 113 km.
chặng đua duy nhất phải chinh phục 3 ngọn đèo sẽ là cơ hội để các tay đua cải thiện thành tích trong cuộc cạnh tranh áo vàng, áo cam và áo chấm đỏ. Những ngọn đèo cao luôn được xem là nơi các tay đua thể hiện sức mạnh cá nhân so với các đối thủ, cải thiện thành tích nhằm hướng tới mục tiêu đề ra ban đầu. Đèo Phước Tượng và đèo Phú Gia được xếp loại 4, cách xuất phát lần lượt 45 km và 60 km. 4 tay đua giành chiến thắng trên đỉnh đèo sẽ nhận lần lượt 4, 3, 2 và 1 điểm. Đèo Hải Vân, đèo loại 2, dài 10 km, cách đích đến 23 km. Tay đua giành chiến thắng sẽ nhận số điểm là 15. Võ Minh Gia Bảo của ekip quân khu 7 đang mặc áo chấm đỏ sau khi giành chiến thắng tại đèo ngang ở trận chính từ Nghệ An đi Quảng Bình. Tay đua giành chiến thắng chặng này sẽ nhận phần thưởng là 15 điểm và 10 giây. Chặng đua từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 15 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao, ứng dụng HTVC và các nền tảng mạng xã hội của HTV. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.